Chào các bạn, hôm nay tôi muốn chia sẻ với các bạn về một đề tài của đức tin hay niềm tin. Ý nghĩa thực sự của đức tin là gì? Niềm tin có nghĩa là niềm tin, sự thuyết phục chắc chắn, sự bảo đảm, niềm tin chắc chắn, sự trung thành. Niềm tin là niềm tin vào những gì chúng ta hy vọng và sự đảm bảo rằng Chúa đang hoạt động, mặc dù chúng ta không thể nhìn thấy nó. Niềm tin biết rằng bất kể hoàn cảnh nào trong cuộc sống của chúng ta hay của ai khác, rằng Chúa đang làm việc trong đó. Đức tin trong Cơ Đốc giáo là gì? Đức tin trong Cơ Đốc giáo thường được thảo luận ở khía cạnh tin vào những lời hứa của Đức Chúa Trời, tin tưởng vào trung thành của Ngài và dựa vào tính cách và sự thành tín của Đức Chúa Trời để hành động. Niềm tin là gì và tại sao nó lại quan trọng? Chúng ta thu hút những điều tốt đẹp bởi vì chúng ta tin tưởng và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp sẽ đến. Tương tự, khi chúng ta tin tưởng và mong đợi những điều tồi tệ sẽ đến, chúng ta cũng thu hút điều đó vào cuộc sống của mình. Niềm tin là con đường cho sự phong phú, vì vậy hãy đảm bảo giữ nó ở vị trí hàng đầu trong tâm trí của bạn. Tin và tin là gì? Từ điển Kinh Thánh của Nelson định nghĩa đức tin và niềm tin và hoặc thái độ tin tưởng đối với Đức Chúa Trời liên quan đến sự cam kết thực hiện ý chí của Ngài đối với cuộc sống của một người. Nelson cũng nói rằng niềm tin là đặt niềm tin vào lẽ thật của Chúa. Người tin là người tin nhận Đức Chúa Trời theo lời Ngài và tin cậy nơi Ngài để được cứu rỗi. Chúa Giêsu nói gì về đức tin? Mác 11 chương 22 tới 24. Và Chúa Giêsu trả lời họ: Hãy tin Đức Chúa Trời. Quả thật ta nói cho các ngươi, ai nói đến núi này rằng hãy đưa lên và ném xuống biển, và thực hiện không nghi ngờ khi trong trái tim của mình, nhưng tin rằng những gì ông ta nói sẽ trở nên thành hiện thực, nó sẽ được thực hiện cho anh ta. Làm thế nào để chúng ta nhận được đức tin? Vì vậy, muốn có đức tin, bạn phải nghe hoặc đọc những lời hứa của Đức Chúa Trời. Đức tin không đến bằng cách cầu nguyện cho nó, nhịn ăn hay nhờ ai đó đặt tay trên bạn để ban cho. Nó chỉ đến từ việc nghe lời Đức Chúa Trời. Và một khi bạn nghe nó, bạn vẫn phải đưa ra quyết định tin vào nó. Chúng ta có được cứu bởi đức tin không? Lời Đức Chúa Trời nói rằng chúng ta được cứu bởi ân điển nhờ đức tin nơi Chúa Giêsu Christ, chứ không phải nhờ nỗ lực hay công việc của chúng ta. Rest alone, faith alone. Ân điển đơn thuần có nghĩa là Đức Chúa Trời yêu thương, tha thứ và cứu chúng ta không phải vì chúng ta là ai hay chúng ta làm gì, nhưng vì công việc của Đấng Christ. Làm sao tôi biết mình có đức tin? Lời Chúa nói rằng đức tin đến nhờ việc nghe lời Đức Chúa Trời, hoặc bằng cách đọc lời Chúa, lắng nghe lời làm chứng của những người bạn tin Chúa khác. Nghe lời Chúa vào các buổi sáng, tối chủ nhật trong nhà thờ hoặc trong nhà thờ trẻ em. Nghe lời hứa của Đức Chúa Trời hàng ngày chắc chắn sẽ xây dựng đức tin của bạn. Làm sao tôi có thể có đức tin nơi Chúa? Dành thời gian mỗi ngày để nói chuyện với Chúa Giêsu. Bạn cảm thấy gần gũi với Đức Chúa Trời, bạn càng dễ dàng có đức tin nơi Ngài khi gặp khó khăn. Trong thời gian yên tĩnh, bạn có thể đọc kinh, nghiên cứu Kinh Thánh, cầu nguyện, viết nhật ký hoặc bất cứ điều gì khác khiến bạn cảm thấy gần gũi với Chúa Giêsu. Bạn bước đi trong đức tin với Chúa như thế nào? Nếu bạn muốn bước đi bằng đức tin, bạn cần phải phóng nỗi sợ hãi của mình đối với Đức Chúa Trời và chấp nhận con đường Ngài dẫn đến đi bạn đi xuống. Tất nhiên, điều này nói thì dễ hơn làm. Bạn có thể không trở nên hoàn toàn không sợ hãi,
nhưng bạn có thể can đảm và học cách hành động theo ý muốn của Đức Chúa Trời, ngay cả khi bạn sợ hãi và những gì phía trước. Niềm tin là gì và nó hoạt động như thế nào? Trong bối cảnh tôn giáo, người ta có thể định nghĩa đức tin là niềm tin vào Chúa hoặc vào các học thuyết hoặc giáo lý của tôn giáo. Những người theo tôn giáo thường nghĩ về đức tin là sự tự tin dựa trên mức độ nhận thức của sự đảm bảo, trong khi những người khác hoài nghi về tôn giáo có xu hướng nghĩ về đức tin chỉ là niềm tin đơn giản mà không có bằng chứng. Kinh Thánh nói gì về bước đi trong đức tin? Vì chúng ta bước đi bằng đức tin, không phải bằng thị giác. Tin mừng, chúng ta phải tin vào những điều chúng ta không thấy. Đây là thử thách của đức tin chân chính, và chúng ta sẽ được thưởng ở trên trời. Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian nên một nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Lời cầu nguyện của đức tin để được chữa bệnh là gì? Yêu mến Chúa, tôi cầu nguyện rằng Ngài sẽ an ủi tôi trong nỗi đau khổ của tôi, giúp những người chữa bệnh khéo léo cho tôi và ban phước cho những phương tiện được sử dụng để chữa bệnh cho tôi. Xin ban cho con lòng tin cậy nơi quyền năng của ân điển Chúa, đến nỗi khi con sợ hãi, con có thể đặt trọn niềm tin nơi Chúa qua đấng cứu rỗi của chúng ta là Chúa Giêsu Kitô. Nhớ subscribe hay đăng ký để xem video kế tiếp. Cảm ơn.